Hội đồng kỹ thuật quân sự thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị bình cử cho công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023. Đến dự hội nghị có đại diện ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân thị trấn, các thành viên hội đồng kỹ thuật quân sự thị trấn, trưởng khu phố trên địa bàn. Theo báo cáo của hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Phước Bửu, qua khám tuyển, địa phương có 22 nam công dân có đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ. Tại hội nghị bình cử, đa số công dân, gia đình công dân đều đồng ý tình nguyện nhập ngũ. Ba gia đình công dân có lý do khó khăn về điều kiện, hoàn cảnh gia đình xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Ngay sau hội nghị này, hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Phước Bửu tiếp tục tuyên truyền, động viên các thanh niên và gia đình về vinh dự, trách nhiệm khi được gia nhập quân đội. Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 12, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc sẽ hoàn thành bước bình cử công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2023.